Để đó con phơi dính đi. Nhưng mà bao nhiêu cái con này nó yếu quá. Con nào? Con này. Trời trời nó bắn gì mà yếu vậy, chưa chơi mấy con zombie cháy đen cho nó không thấy hả? Không, cái này nó yếu. Yếu đâu. Rồi, okay. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ vô nâng cấp mấy cái len của mình các bạn ơi. Mấy cái cây len là mấy cái cây trồng của mình được. Nâng cấp cái này cho nó mạnh gai. Nâng cấp cái nào ta? Nâng cấp cái này được không? Cái này à? Cái này được không? Cái đó là cái gì đấy coi coi. Dạ. Công dụng con này làm gì? Con đầu bắn đi. Con này đâu biết nó làm gì đâu. Ánh đảo về đi. Xíu đi, còn có con ếch không? Mình đặt cấp con ếch đi. Còn không đặt cấp cấp cái điện giật nè. Ok, cái điện giật rồi. Update đi. Update lên khoảng level 20 đi rồi mình vô thử. Ok. Rồi, vô update level. Rồi mở tới 20 nha, rồi xong mình sẽ test nha các bạn. Ba, làm xuống rồi. Rồi, cái này mình làm sẽ xuống. Test nhanh. Cho chạy tốc độ 100 cây chuối trên giờ để cho nó lẹ. Rồi vô. Rồi, ok đó, được thêm 2 đó. Rồi, dừng nữa đi. Rồi, ok các bạn ơi, hiện tại mình đã nâng cấp lên được cái con Electronic Boxer thơ nên là được cái level số 22 thôi nha. Nhưng mà mình sẽ không cái nâng cấp nữa, nếu mà nâng cấp nữa thì nó mạnh lắm. Bây giờ mình sẽ vô mình test thử cái con này sức mạnh nó như thế nào nha. Nếu mà nó chưa đủ mạnh thì mình hãy nâng cấp tiếp. Còn mình thấy nó đủ mạnh rồi mình thôi, mình vô đây mình chơi được rồi. Chứ mình nâng cấp mạnh quá, nhiều khi bắn zombie nó cũng chán nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ vô test nó thôi. Ok, vô test nó. Đóng ra đi, mình vô chặn nè. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái level số 2 nha. Đấy. Giờ vô mình sẽ chọn qua hướng dương này kia rồi. Xong rồi mình sẽ cho cái cây đó xuất hiện. Gì này? Đây để mà chọn cho, chọn ngay cái con hồi nãy mới được. Ngay cái con hồi nãy. Con hồi nãy là cái con điện. Để mà kiếm cái con điện. Con điện rồi. Nó mạnh lắm. Đây nè. Rồi, ok, lên cấp thôi các bạn ơi. Ok, rất chắc. Máy mình hôm nay nó có mấy cái mục này hơi bị nhiều cơ. Rồi ok, trước tiên thì mình sẽ trồng qua hướng dương vô. Nhưng mà bơi nhưng mà sao ba đăng cái này. Thôi đừng bấm, tại vì cái máy ba cài đặt nó vậy đó. Ba nào muốn, ba đều có hay. Nhưng mà tại cái máy đó nó hiện ra vậy rồi, ba chưa nghiên cứu tắt nó, để nó lại vậy đi. Ở đây là cái level trở về người tiền sử hay sao đó các bạn ơi. Đây là cây điện đầu tiên của mình đặt ra các bạn ơi. Và đây là cú bắn của nó đây. Trời ơi, cú bắn của nó, trời. Cú bắn của nó phải là cũng quá sức tưởng tượng của mình luôn đó các bạn ơi. Chỉ cần một cú bắn của nó thôi là con cũng đau. Zombie nó sẽ đi bụi rồi, lo bụi xương luôn. Không đau. Chỉ cần 2 quả thôi là zombie đã cháy đen rồi. Nhưng mà con cái con khủng long này nó đi ở cái hướng khác nha các bạn. Ủa sao con rồng lấy ra rồi? Thôi đặt lộ rồi các bạn ơi, bứng con rồng lên luôn. Mình là nhiệm vụ của mình là tính đặt qua hướng dương thôi. Nhưng mà tại vì con rồng nó lỡ chọn ngay thôi. Nhưng mà chỉ cần một hàng điện này thôi, tất cả zombie sẽ đi vụ với mình đó các bạn ơi. Nhưng mà bơi nhưng mà cái con này... Để tay ra để nó phơi nó dính được không? Nhưng mà bơi nhưng mà cái con này nó yếu quá. Con nào? Con này. Trời trời trời, nó bắn vậy mà yếu gì, chưa chơi mấy con zombie cháy đen cho nó phút không thấy hả? Yếu đâu, muốn cho mạnh nè. Đó. Đó, cái ghê, nó bắt cái ghê không? Trời ơi trời. Ba con cấm ngầm hả ba? Con khủng long đó. Cấm ngầm hả? Nè, nó bắn nè. Đó, cái ghê không? Ồ, yếu mà. Nó bắn cực kỳ mạnh luôn. Nó đi, yếu mà. Ba, ok các bạn ơi, nói chung là cái màn test cái con boxer electronic của mình đã hoàn thành nha.
Và Vi nó vô nó quậy tới rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.